Hỡi bà ngoại tôi ơi, trời nóng sốt cả người, làm chi mà bưng bít, không ngõ sầu buông lơi. Hỡi bà ngoại tôi ơi, bao gã ngả như người, thầm mơ thành gió lạ, xe mát làn da tươi. Hỡi bà ngoại tôi ơi, năm nay năm mấy rồi, người em còn chiều thoáng. Hỡi bà ngoại tôi ơi. À, một vài câu thơ như vậy cho nó vui thôi, chứ thực sự ra thì không phải là có ý nghĩa, nói chung là trách cứ gì nhiều đối với lại những người đàn bà Hồi giáo. Như tôi đã từng nói rồi, nói chung là miễn sao là họ có cái sự tự do ở trong cách ăn mặc thì tôi hoàn toàn không có ý kiến. Nhưng mà một khi thì hiển nhiên là nếu trường hợp mà buộc phải ăn mặc theo cái gọi là đại khái là những tôn giáo họ chỉ định hay là họ bắt buộc này kia đó, thì theo tôi nghĩ đó là một cái điều không hay. Cho nên tôi mới nói là bài này thì bài thơ này thì viết, tôi cũng mới viết cách đây chắc một vài phút, viết để mà cho nó vui vậy thôi. Đọc ngay cách của tôi đọc cũng vậy, có phần nào nó phản ánh được nói chung là cái một cái gì đó, cái ý gì đó nó ngộ ngộ thôi, chứ là thực sự ra thì tôi cũng không có, đại khái là không có ý gọi là than trách gì đối với lại những người đàn bà Hồi giáo khi mà họ tự ý, không họ tự ý đeo khăn hay là bưng bít như thế nào cũng cũng được, không có, không thành vấn đề. Cá nhân tôi thì tôi đã từng nói rồi, biết sao là mặc theo cái ý của mình, không không cần biết là bưng bít như thế nào, hay là không cần biết là ăn mặc thoải mái như thế nào đối với người phụ nữ Tây phương chẳng hạn, hay là thậm chí tôi nói là thậm chí mặc hay không mặc cũng không thành vấn đề. Cho nên đối với tôi là như vậy, nó thực sự là không thành vấn đề đó. Với cái cũng cùng một cái dòng tư tưởng gọi là nó gọi là hơi ngộ ngộ đó, thì tôi đã từng mớm hỏi một người phụ nữ Hồi giáo là cái lý do gì mà coi như là bên phía các người đàn bà Hồi giáo lại phải bưng bít kín như vậy, mà đặc biệt là cái mặt nó phải bưng bít kín như vậy. Cho nên cô này với trả lời một cách tự nhiên là ôi giời ơi, làm gì mà phải thắc mắc những cái chuyện dở hơi như vậy. Đại khái là chúng tôi bưng bít chỗ này thì nói chung là ý là muốn các ông phải dòm chỗ khác, đơn giản như vậy thôi, chứ không có gì hết. Không có gì phải nên thắc mắc đó. Cho nên dòm những chỗ khác thì có những cái nó hay hơn. Cho nên đó thôi, thì một vài phút có thể gọi là tiêu khiển như vậy cho nó thư giãn. Nhưng mà cái điều tôi muốn nói như thế này, để mà đi vào nói một cách nghiêm túc đó, thì tôi phải nhấn mạnh tại sao tôi đã từng nói là tôn giáo ngày nay tôi coi như là những cái nét văn hóa. Tại vì hiển nhiên là, tôi nói lấy ví dụ đi, chẳng hạn như là Đức Phật Thích Ca, thì nếu như là tượng Phật Thích Ca đó mà được tạc từ gốc là Ấn Độ đó, thì sẽ nói chung là có một cái dung nhan tương đối là khác tí xíu, không? Hay là nếu mà qua Thái Lan thì lại một lần nữa Phật lại buộc phải nhìn có vẻ như là giống như người Thái Lan. Hay là qua tới Việt Nam thì lại cũng buộc phải nhìn có cái nét nào đó nó giống người Việt Nam. Cho nên tôi mới nói đó là một trong những lý do tại sao tôi nói là cái nói chung là tôn giáo nó là như vậy. Nói chung là đại khái là những người gọi là trưởng lão trong các giáo phái này kia đó, thì thường phải làm cái gì đó để mà cho nó quyện vào với cái văn hóa của người bản xứ, không? Rồi với dễ có thể nói là nói một cách hơi tục tíu thì có thể gọi là dễ kiếm cơm,
Còn nếu mà nói một cách nghiêm túc tí xíu đó thì có thể nói là dễ lôi cuốn những người để mà theo đạo của mình không? Cho nên tôi vẫn nói là ngay liên quan trở lại cái vấn đề cái khăn mà bên phía người đàn bà Hồi giáo trùm mặt như vậy cũng vậy. Thì trước hết tôi phải nói như thế này. Nói chung là cái cách mà tôi theo để ý trong ít ngày nay đó, thì cái cách mà người ta muốn bịt mặt như vậy đó thì cũng có nhiều thành phần. Tôi nói là có nhiều người đó thì đội theo giống như là cái dạng như là fashion, buộc cái từ trán là buộc chéo về sau sau cổ, thì giống như là một cái dạng như là đơn giản như là giống như là một cái fashion, tức là một cái modern của thời đại thôi. Rồi cũng có những người có thể nói là trùm chỉ có hở ra hai con mắt như là ninja không hay là cũng có những người mà buộc theo cái kiểu bịt mặt theo cái kiểu của bà ngoại tôi đó thì là buộc theo giống như là mình gấp cái một cái khăn vuông gấp gấp chéo đi gấp chéo lại, tức là rồi mình với lấy hai cái đuôi mình cột lại ở ngay cằm. Thì theo tôi nghĩ đó là cái cách mà nhiều người bịt mặt theo cách này nhất không? Cho nên tôi mới liên tưởng lại những cái tượng của Đức Mẹ ở tại Việt Nam như tôi đã từng nói rồi. Thì hiển nhiên một lần nữa tôi đã muốn nhắc lại là gì? Khi mà Đức Mẹ về tới Việt Nam thì chắc chắn những người tạc tượng thì cũng buộc phải tạc làm sao đó để sao nó giống 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 những người đàn bà Việt Nam đó. Và đặc biệt có những người mà thậm chí là sau này tôi thấy được là thậm chí là phải tạc cái hình tượng làm sao mà để cho Đức Mẹ phải mặc áo dài rồi khăn đó thì không có phải là khăn như là những là cái tấm khăn nguyên thủy như là những người Trung Đông vào thời đó đeo không. Hiển nhiên ngày xưa cũng vậy, tôi dám chắc 100% vào cái thời của Đức Mẹ cách đây 2000 năm, hơn 2000 năm, thì hiển nhiên là Đức Mẹ cũng phải đeo gần gần giống như là những người đeo cái khăn đặc là bịt mặt đó, gần gần giống như là những người Hồi giáo bây giờ, và đặc biệt là đối với những người mà bịt rất là kín đó. Cho nên tôi mới nói là ở tại Việt Nam thì các nhà điêu khắc gia thì lại buộc buộc Đức Mẹ đó là phải mặc áo dài không, rồi lại còn phải nói chung khăn á, thì có thể nói là xóa xuống nhìn một cách có thể nói là rất là modern đó. Cho nên tôi mới nói đó là một trong những lý do, chứ còn đã khá là khăn thì hiển nhiên theo tôi thấy được là phần lớn những tượng Đức Mẹ của Việt Nam vậy, khăn thì xóa xuống chứ không có phải là buộc ngay cằm, nói chung là như vậy. Thì đó là lý do tôi nói là nhìn chung thì nói cho cùng ra đó thì tôi vẫn nghĩ là các tôn giáo nên từng bước và chấp nhận một cái sự thật là gì, là đó là nói chung là chỉ là một cái nét văn hóa chứ còn thực sự không phải là chân lý. Chứ nếu gọi là chân lý thì đâu có ngại gì trong cái góc độ phải giữ có thể nói là nguyên bản không, nguyên bản chẳng hạn như là Đức Mẹ vào thời đó thực sự đã ăn mặc như thế nào thì nên giữ như vậy chẳng hạn, hay là thậm chí liên quan đến vấn đề mà đốt nhang cũng vậy, thì chỉ trong cái văn hóa của Á Đông từ bên phía chẳng hạn như là Việt Nam, Trung Quốc, Thái Lan này kia đó, hay là bên Cambodia này kia cũng vậy, thì nói cho cùng thì công giáo chỉ mới cho phép đốt nhang tôi nghĩ là cách đây khoảng cỡ 30 40 năm trở lại đây, chứ còn trước đây thì hoàn toàn là không cho đốt nhang đó. Thì đó cũng là một trong những cái mà tôi nói là đó, cái nét văn hóa của các tôn giáo nó được luân chuyển theo thời đại, chứ còn không có phải là giữ đúng cái nét mà tôi cho là nếu mà đã gọi là chân lý đó thì hiển nhiên là đâu có ngại gì mà giữ đúng cái nét chính của mình, cái nét nguyên thủy của mình đó. Cho nên tiện tôi cũng muốn đá sơ về cái góc độ mà liên quan thứ nhất là cái thực tế thì tôi đến giờ này cũng vậy, tôi cũng chưa gọi là nắm rõ là những cái lý do căn bản gì trong kinh Koran coi như là đã giáo huấn cho các người đàn bà Hồi giáo là phải đeo khăn như vậy không?
Nhưng mà tôi chỉ cũng thứ nhất là bước vào cái đoạn video này đó thì tôi chỉ có muốn làm một số câu thơ vui vui như vậy thôi, không, và có những cái lời bình luận tí xíu liên quan đến cái góc độ mà cái tấm khăn bịt có thể nói là rất là phủ kín mít cái khuôn mặt của những người phụ nữ Hồi giáo. Và thậm chí là hiển nhiên là ngày nay tôi để ý được thì tôi thấy là nó có một cái mà tôi phải chắc chắn công nhận ngay cái lòng của mình cũng vậy. Tôi nghĩ là có phần nào đó là có một cái định kiến, trong tiếng Anh thì họ gọi là cái prejudice. Prejudice là sao? Là một khi mà tôi thấy một người phụ nữ Tây phương, không, nếu như trường hợp mà họ chẳng hạn như là tôi bước ra đường thấy một cô gái tóc vàng da trắng rồi ăn mặc tương đối rất là thoải mái rồi cầm một cái điếu thuốc mà có thể nói là phe phẩy nghêu ngao như vậy thì thậm chí nhấp nhấp như vậy thả khói ra, thì tôi nói là tôi nhìn tôi thấy cảm thấy rất là bình thường. Nhưng mà thực tế mà nói, cái lòng của tôi những lần đầu tiên mà khi mà tôi thấy những người đàn bà Hồi giáo, đặc biệt là những người đeo khăn bịt kín đó, mà lại còn cầm cái điếu thuốc mà cứ phập phồng như vậy, thì tôi nói là tôi có trong lòng tôi có cái gì đó nó hơi khó chịu, nó thật là như vậy đó. Cho nên mới nói là ít nhiều gì thì tôi cũng phải công nhận là hình như là đúng ngay cái lòng của tôi, tuy là nó tương đối nó cũng rất là có thể nói là rất là công bằng chính trực như vậy đó, nhưng mà nó có cái gì đó nó cũng gọi là không thể nào thoát ra khỏi gọi là cái mà gọi người ta cho là cái định kiến đó. Tiếng Anh thì một lần nữa là cái prejudice. Cho nên tôi mới nói là đúng, có nét nào đó thì nó cũng làm cho tôi thấy nó cũng hơi lạ, hơi lạ mắt. Nhưng mà từ từ thì nó cũng quen. Chẳng hạn như là thấy các cô, một cô đầu tiên hút thuốc thì mình thấy lạ. Nhưng mà thấy nhiều người hút thì từ từ mình bảo là thấy nó cũng bình thường thôi. Và đặc biệt có lần tôi còn thấy là có người hút thuốc mà đến cái mức độ mà phải dở cái khăn ra để mà nói chung là đưa cái điếu thuốc vào miệng của mình hút. Cho nên tôi thấy là đó là trong một trong những cái và tiện tôi cũng nói luôn là đây là ngay trong lúc này, cách đây mấy giây thôi đó, thì quý vị có lẽ cũng phải đã nghe thấy là có một tiếng người người đàn bà, không, mới sướng kinh. Mới sướng kinh thì tôi nghĩ là dùng cái từ sướng kinh là nó hợp lý nhất. Hôm trước thì tôi dùng cái từ gọi là ngắm thì tôi nghĩ là nó cũng hơi hơi lệch lạc, nhưng mà có thể nói là đây là cái cách mà họ sướng kinh trên cái loa, những cái loa công cộng, không, phát ra từ những cái đền Hồi giáo đó. Thì để trở lại cái vấn đề cái định kiến thì tôi lại một lần nữa lại muốn nói đó, cái góc độ của tôi nó nhìn là như vậy. Thì hiển nhiên lúc đầu nó tương đối là nó có cái phần nào đó nó cũng hơi gọi là cái mắt mình có lẽ nó không quen, nhưng mà từ từ thì nó cũng quen và mình thấy là nó cũng nói chung là cũng không có gì đáng để mà mình phải nói chung là thắc mắc đó. Thì với lại một cái này nữa tôi nói là hiển nhiên lần này thì tôi đến lại Kuala Lumpur đó, thì tôi nói là đúng có phần là góc độ nào đó thì tôi cũng nói chung là tỉnh táo hơn là cách đây 11 năm, ít nhất là tại vì cách đây 11 năm thì trong cái lúc mà tôi có thể nói là mới gặp nạn như vậy đó, thì thực sự ra lúc nào cũng vậy, cũng muốn tìm cái chỗ nào để mà trốn đi cho nó xong thôi, chứ còn bây giờ thì tôi tỉnh táo hơn, cho nên tôi mới để ý cái một số vấn đề mình thấy cũng hay hay như vậy, không. Và đặc biệt hơn nữa đó là tôi thấy có cái cảm giác là ngay các người đàn bà Hồi giáo cũng vậy. Không phải một cách vô lý mà tôi mới nói câu vui vui là đó, đại khái là tôi muốn đưa ra cái lời lý giải người đàn bà Hồi giáo một cách tượng trưng như vậy đó, để mà nói là chúng tôi bịt chỗ này thì nói chung là muốn các ông là dòm đi chỗ khác đó. Thì tôi nói là không phải là một cách coi như là vô tình mà tôi nói như vậy, nhưng mà tôi thấy được là nó cũng có những cái nét đặc biệt của nó. Tại vì sao? Tại vì tôi nói rất là thật, tuy là có nhiều đàn bà, người đàn bà Hồi giáo bị mặc như vậy, nhưng mà những cái nơi khác trên thân thể của họ đó thì tôi thấy cũng cảm thấy có những cái phải nói là cũng rất là
là sexy và hấp dẫn. Đó, nó đặc biệt nó là như vậy.